Dạ vâng. Vườn Lan Linh Yến xin kính chào tất cả các bác cô chú anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 29 tháng 8 năm 2020 thứ bảy cuối tuần. Em xin kính chúc tất cả các bác cô chú anh chị cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn may mắn. Và địa chỉ của vườn em ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn em có hai số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186, số thứ hai là số 0912 532 056. Cả hai số đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua hai số trên hoặc nhắn tin qua Zalo, qua SMS chúng em sẽ lắng nghe trả lời. Tất cả các đơn hàng em Linh bán đều bảo hành mặt hoa, mặt bông trọn đời. Cô chú anh chị cần bảo hành thứ gì thì vườn em sẽ chấp nhận bảo hành thứ như vậy, cô chú anh chị nhé. Và em có phát hàng qua hai hình thức, một là chính qua đường bưu điện, bưu tá mang tới tận nhà, cô chú anh chị được phép kiểm tra hàng rồi xong mới thanh toán cho bưu tá. Và hình thức thứ hai là nếu như bán những cái chậu to này em sẽ chuyển qua đường xe đấy, nếu thuận tiện. Nếu như mà không được thì phải nâng nhổ cây lên, đập chậu ra rồi đóng gửi cho cô chú anh chị nhé. Mặt hàng hôm nay em chia sẻ gồm có là cái dòng xanh Huế, hơi sần một chút thôi, rất đẹp luôn, xanh Huế đấy. Và Bạch Vân Kiếm, trắng Thái Nguyên, trắng Quảng Ninh, Quảng Lâm Thái, kiểu Phan Chí Thái, và có một thân xanh Huế già em đã phẫu thuật rồi, em chia sẻ giống của chú anh chị ạ. Các mặt hàng đầu tiên em vào là mặt hàng trắng Quảng Ninh. Trắng Quảng Ninh thì là thuộc vùng miền Quảng Ninh rồi, Yên Tử cũng được và Quảng Ninh được. Hai bông nó thì nó tương tự như là nhau, cô chú anh chị nhé. Đây em sẽ cho cô chú anh chị xem mặt bông trắng Quảng Ninh đâu đây. Trắng Quảng Ninh đây là bông chưa nở hết hết nhé, mới vừa hé nở thôi. Đây này, đây là trắng Hạ Long. Quảng Ninh đấy, đấy khi nở ra nó trắng cực kỳ đẹp luôn. Facebook gì tình Phùng Duy Đại. Vâng, có 3 đơn trắng Quảng Ninh thôi. Cái đơn số 1 này em bán với giá là 1.100.000 đồng cho một đơn thân tư số 1 nhé. Đơn thân tư số 1 1.100.000 đồng, một thân một măng tư rất đẹp luôn, rất khỏe. 1.100.000 đơn số 1 ạ. Sang đơn số 2, cái dòng này là thuộc dòng lô hộ nên thân lá nó bé nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng trắng Quảng Ninh, trắng Thái Nguyên, Bạch Vân Kiếm là dòng giống lô hội. Đơn số 2 dưới quạt rất đẹp của chú chị này, một thân một mầm nhé. Đơn này em cũng bán với giá là 1.100.000 đồng. Đơn này thất cũ cực kỳ là to khỏe, 100.000 đồng cho cái đơn số 2. Sang cái đơn số 3 em bán với giá là 1.500.000 đồng, một mẹ hai măng, một măng lớn và một măng bé. Măng lớn đã xòe lá rồi. Vâng, đơn này em bán với giá là 1.500.000 này. 1.500.000 trắng Quảng Ninh đơn số 3. Có 3 đơn trắng Quảng Ninh vừa tách cực đẹp luôn. Tất cả các vết em đã bôi keo liền sẹo rồi. Vừa chú anh chị chỉ về chẳng ngâm qua thuốc kích rẽ một chút xong rồi trồng thôi. Sang cái mặt hàng thứ 2 cũng là dòng trắng. Dòng trắng lô hội là trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên là một trong những bông có thân lá cực kỳ là to, khỏe và đẹp như là dòng giống Tiên Vũ nhé. Đây ạ, em sẽ cho cô chú anh chị xem mặt bông của trắng trắng Thái Nguyên hay được gọi là trắng gầy đấy, rất đẹp nhé, trắng Thái Nguyên đấy. Cái đơn trắng Thái Nguyên số 1 này em bán với giá là 1.900.000 đồng, 1.900.000 đồng cho hai thân và một măng, hai thân một măng đấy, hai thân một măng là 1.900.000 đồng, rất rẻ cô chú anh chị siêu tầm cái dòng trắng Thái Nguyên này. Lô hội để siêu tầm trắng Thái Nguyên đơn số 1, 1.900.000 đồng. Sang cái đơn số 2, 3 thân, 3 thân 2.900.000 đồng, 2.900.000 đồng 3 thân trắng Thái Nguyên số 2. Làm phải nói là cực kỳ đẹp và đẳng cấp của chú chị Sừng Châu đấy. Vâng, 2.900.000 đồng cho cái đơn trắng Thái Nguyên số 2, đẹp, đó là cực kỳ là đẹp. Đấy, đó là mặt hàng trắng Thái Nguyên. Tiếp theo là dòng Hoàng Long Thái, hoặc có thể là gọi là Phan Chí Thái, hoa đã nở tại vườn em.
Hôm nay em là cũng đây bông của nó đây, bông tại vườn này cũng đã tách được 4 đơn và còn một đơn duy nhất rất đẹp đây, hoa nở tại vườn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, nó bị mang tên là Thái nên là nó bị đấy thôi, còn hoa của nó đẹp như hoa chí, đẹp hơn hoa chí ấy. Đây này, một chuỗi dài cực đẹp luôn, hoa nở tại chậu tại vườn luôn, nó là cực kỳ đẹp cô chú anh chị ạ. Bông là thơm đẹp đấy. Vâng, còn có một đơn thôi, đơn này em bán với giá là 4.300.000 đồng này, 4.300.000 đồng đơn Hoàng Long Thái này, rất đẹp của chú anh chị, cây rất khỏe của chú anh chị sẵn về trồng này, đang còn cả bản rễ đây, quá gì là ok. Đơn này 4.300.000 em với ra được không thì em để lại giống nhá, 4.300.000 đồng đơn Hoàng Long Thái ấy. Vâng, và cái thân già xanh Huế này, thân già em đã phẫu thuật rồi đây, phẫu thuật chòi mắt ngủ tí nữa bôi keo liền sẹo rồi. Trước cũng có thân già này em trồng mà lên hẳn luôn là hai mầm luôn này, bản lá nó rất to nha, bản lá phải gần 5 sen, bản lá này 4 sen 7 4 sen 8, bản lá của cái dòng hàng này là hàng lá láng của chú anh chị nhá. Đấy, cây giống đấy của chú anh chị lấy về làm giống rất ok. 3.000.000 đồng xanh Huế già này, đấy, đã phẫu thuật rồi, mắt ngủ ngoài hết đấy, em đã phẫu thuật rồi. 3.000.000 đồng của chú anh chị vừa giống xanh Huế già. Mặt hàng tiếp theo là mặt hàng Bạch Vân Kín hay còn được gọi là Bana đất đỏ ở vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk, ở trong vùng đấy, Bạch Vân Kiếm. Đây em sẽ cho cô chú anh chị xem mặt bông của Bạch Vân Kiếm. Đây là mặt bông Bạch Vân Kiếm này. Bạch là trắng rồi, trắng như mây, vân là mây, trắng như mây. Và củ của nó có thể là mình cứ nhận nhận dạng nó qua là củ nó tròn như là hòn bi ấy. Đây là chủ củ tròn như bi đây này. Bạch Vân Kiếm thì nhận qua cái củ là rất chi là dễ nhận biết nhé. Cái đơn Bạch Vân Kiếm số 1 em bán với giá là 1.000.000 đồng mắt ngủ ngoài, ok, hai mắt ngủ ngoài của chú anh chị luôn. 1.000.000 đồng cho đơn Bạch Vân Kiếm số 1 ạ. 1.000.000 đồng Bạch Vân Kiếm số 1. Sang đơn Bạch Vân Kiếm số 2 5 lá này em bán với giá là 1.100.000 đồng này. 1.100.000 đồng Bạch Vân Kiếm đơn số 2 này. Bạch Vân Kiếm số 2 1.100.000 đồng. Sang cái Bạch Vân Kiếm số 3 em bán với giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng Bạch Vân Kiếm số 3. Đây này, đang lên một mầm tiếp theo nữa này. Là cái này cứ bị trột này, cái thân này bị trột xong đĩa một mầm này. Đây một mầm này. 2.200.000 đồng Bạch Vân Kiếm số 3. Thân tư hàng một vết cắt nhé. Sang đơn Bạch Vân Kiếm số 4. Bạch Vân Kiếm số 4 em bán với giá là 2.500.000 đồng. Bạch Vân Kiếm số 4. Quá đẹp luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình. Bạch Vân Kiếm số 4 2.500.000. Bạch Vân Kiếm số 5 3.000.000 đồng. Hai thân này. 3.000.000 đồng Bạch Vân Kiếm số 5. Có đẹp luôn. Bạch Vân Kiếm số 6 em bán với giá là 4.000.000 đồng. Hai thân hai măng. 4.000.000 đồng hai thân hai măng đấy. Bạch Vân Kiếm số 6 nhé. Hàng lá láng nhé. 4.000.000 đồng đơn số 6 ạ. Vâng, và tiếp theo là ba cái chậu xanh Huế này, hàng hơi sần. Yến ơi. Đây đây. Quay quay nhé. Đây là chậu số 1 đây này. Rồi em đưa lên đây rồi em sẽ quay cho các cô chú anh chị xem. Quay tròn. Đây, cái chậu xanh Huế số 1 hàng nó hơi sần một chút thôi. Cô chú anh chị nhá, nó hơi sần rồi chứ không phải là nó sần rỗ đâu. Đấy, cái thân tơ của nó đây này. Nó hơi sần này, chứ không phải sần rỗ nhá. Cái này là 1 2 3 4 5 thân này. 5 thân xanh Huế. Mầm măng không tính nhá. Mầm nó đây này. Đấy, hàng thân tơ, cô chú anh chị nhìn thân tơ tiết xịn này. Quá đẹp. Hơi sần, hơi đá sần, còn bác nào về mà luyện thành
thành công là không sần. Nhiều bác mà, nhiều bác hay điện cho em báo cần mua hàng này để về luyện, thì các bác đã luyện thành công rồi. Đấy, chậu này 5 thân là 17 triệu 500 em ra là tương đương với là 3 triệu rưỡi cho một thân. Đấy, 17 triệu 500 nha. Nếu cái này mà nó mà là láng á, thì nó phải rơi vào tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó gần cả trăm triệu vào đây đấy. Tầm 90 triệu bây giờ đang 15 triệu xanh huyết thế này. 15 triệu một thân này. Bản lá này nó phải gần 5 sen nhá. Bản lá gần 5 sen em bán với giá 17 triệu 500. 6 thân, 5 thân, 5 thân một mầm. 5 thân một mầm. Tròn chậu. Ở xa thì em có thể là nhổ cây lên và gửi, và ở gần thì em có thể gửi cả chậu vì là gửi qua đường xe. Ở xa thì nếu mà gửi xe thuận tiện thì em cũng vẫn gửi qua đường xe qua chú anh chị được. Vâng, đây là cái chậu số 1 là 17 triệu 500. Và tiếp theo là cái chậu số 2. Cái chậu số 2 này thì chậu quá đẹp rồi, không thể đấy. Đây, cái chậu số 2, bản lá của nó 5 sen 2, 5 sen 1, 5 sen 2. Đây này. Chậu bản lá của nó, của chú anh chị nhìn bản lá này, nó hơi sần đấy nhá, chứ không phải là sần đâu. Không phải là sần 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 rỗ giống như là đấy đâu, nâng qua. Đấy, đúng không? Đấy, bản lá này là 5 sen 1, 5 sen 2 này. Đấy, chiều cao rất to. 3 thân 1 măng. 3 thân 1 măng này này. Chú anh chị nhìn thấy chậu này. Nói là cực đẹp. Vâng, cái chậu này em bán với giá 14 triệu này. 14 triệu chậu xanh Huế này. Hàng hơi sần một chút thôi nhá, chứ không phải thần sần rỗ của chú anh chị nhá. 14 triệu 3 thân. 3 thân 1 măng. Lá hơn 5 sen. Lá hơn 5 sen. Cực kỳ là đẹp luôn. Phải nói là rất đẹp, không được thì em sẽ để chơi thôi. Đó là chậu số 2, 14 triệu. Bên sang cái chậu số 3 này, chậu cuối cùng này này. Chậu này thì là nói sần thì cũng không phải là sần. Vì là em nghĩ là nó đây là có chỗ chịu nhìn. Chả có vết gì. Chả có vết gì gọi là sần. Mà nó chỉ bị đốm đốm một chút ở trên đây này, một tí thôi. Tí đầu lá này thôi này. Đấy, bên đây thì không được gì. Đây là không có gì này. Bên đây thì không có gì. Kể cả cái thân tơ của nó này, bóng loáng luôn. Đấy, bóng loáng luôn kể cả thân tơ đấy nha, không có sần nhá. Đấy, có chú anh chị này. Đấy, cái chậu này em bán với giá phải được 20 triệu mới bán này. 4 thân tương đương với 5 triệu một thân. Hàng tơ tiết rất đẹp luôn. Chậu này côn đẹp. Đấy. Có cả vòi hoa luôn. Chậu này hình như là em ngắm là có vòi hoa đây nè. Có vòi hoa đây này. Đấy, đang ra một vòi hoa nhá. Mầm này. Mầm này. Đấy, thần tơ, cô chú anh chị nhìn thần tơ tiết luôn. Em cho anh mượn cái điện thoại này. Cô chú anh chị nhìn nhá. Đó, thần soi này. Nếu mà sần thì nó lại phải rỗ cơ. Đây này. Thấy chưa? Không một vết luôn. Cái chậu này được 20 triệu em mới bán, không phải để vườn chơi. Chuẩn 20 triệu. 20 triệu chậu này là cái ra được. 4 thân. Tương đương với 5 triệu một thân. Bản lá phải gần 5 sen. Hàng côn, chậu đẹp. 20 triệu em mới ra chậu này. Rồi. Và hôm nay em có chia sẻ từng này thôi. Rồi là ngày mai em sẽ chia sẻ tiếp. Cuối cùng em xin chào và kính chúc tất cả các bác cô chú anh chị một lần nữa luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn may mắn. Em xin chào và hẹn gặp lại.